Ở đây nói Bồ Tát tùy nguyện dục Dục này là dục vọng Người thế gian nói là dục vọng Phật Bồ Tát có dục vọng hay không? Phật Bồ Tát không có Phật Bồ Tát chỉ hy vọng Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Đây chính là nguyện dục của Bồ Tát Họ không vì bản thân Ư ừ sát trung Ứng thời xuất hiện Chúng sanh có cảm Bồ Tát liền có ứng à, Cảm, cảm ứng đạo giao à, Xuất hiện xuất ở thế, thế gian thế này Thành đặng chánh giác Đây là gì? Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni Đến thế gian này thì hiện thành Phật Dùng thân phận à, dùng của Phật phát. Xuất hiện ở thế, thế, thế gian này Giáo hóa chúng sanh Không có chứa ngại Nêu một điều thôi Ngay việc thị hiện thành Phật Đều không có chứa ngại Hà huống việc khác Những việc khác tất cả đều bao gồm trong đó Giống như trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn nói 32 ứng thân vậy Đây là đem các loại thị hiện Quy nạp về 32 loại bất cứ một loại nào đều có thể thị hiện được đại tự tại chúng ta ngày nay trình độ tu học chưa đạt đến địa vị này nhưng có đẳng lưu tương tự có loại thị hiện đồng đẳng tương đồng như vậy Chỉ cần có một nguyện vọng như vậy Không cần lợi ích bản thân Đây là điều kiện thành thánh thành hiền Thành Phật thành tổ Tiên quyết số một Trong kinh giáo đại thừa nói với chúng ta Chân tướng sự thật Toàn thể vũ trụ và bản thân mình là một thể quan niệm này cổ nhân cũng có trong đạo đức kinh của lão tử từng nói đến thiên địa giữ ngã đồng căn vạn vật giữ ngã nhất thể quý vị xem không phải nói giống như trong kinh hoa nghiêm sao chỉ là chúng ta đọc những thứ cổ nhân nói không có thấu trị không nói rõ ràng chúng ta chỉ cho rằng đó là một loại lý tưởng là một loại lý tưởng vô cùng cao thượng Đọc đến kinh Phật mới hiểu được Nó không phải là lý tưởng Nó là sự thật Biết được chân tướng sự thật này rồi Rõ ràng về đạo lý này rồi Chúng ta tự nhiên liền buông bỏ tự tư tự, tự lợi Khởi tâm động niệm đều là gì Tất cả chúng sanh khổ nạn Vậy quý vị nghĩ xem Tương lai sẽ đi về đâu Đây là ý niệm gì Đây là nguyện dục của Phật Bồ Tát Quý vị và Phật Bồ Tát Đồng tâm đồng đức Đồng nguyện đồng hạnh Quý vị tương lai đi về đâu Giật họp theo loài Tự nhiên sẽ đến đó thôi À. cho nên đây là nguyện tự tại à.